Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, trực tiếp Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai, cuộc đối đầu giữa hai thái cực. Mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai luôn đem lại một cuộc chiến ngầm trên nhiều khía cạnh của đôi bên. Vòng 3 V-League 2020 giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 19 giờ ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, trên sân vận động Hàng Đẫy. Kể từ khi Hoàng Anh Gia Lai ra mắt lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, những nơi họ đi qua luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ. Và kể từ khi Hà Nội trở thành thế lực độc tôn của làng bóng đá Việt Nam, trận cầu Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trở thành cuộc thư hùng đáng mong đợi nhất của bóng đá nước nhà như thể công với Công an Hà Nội hay gạch gỗ của những năm 2000. Cuộc chiến ấy càng máu lửa hơn sau thành tích Á quân U23 châu Á của đoàn quân ông Park Hang-seo, nơi mà quân số Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đóng góp chủ yếu cho đội tuyển. Fan của Hoàng Anh Gia Lai vốn dĩ đã đông đảo, trong khi lực lượng cổ động viên của Hà Nội cũng ngày một chuyên nghiệp. Luôn có một sự ganh tị, tị nạnh về đóng góp của đội bóng nào cho đội tuyển lớn hơn. Dẫu cho các cầu thủ đôi bên có thể là những người anh em thân thiết ngoài đời, nhưng đã bước vào sân, họ phải chứng minh cho người hâm mộ, chứng minh cho thực lực của bản thân, khiến cuộc chiến càng trở nên nóng hổi. Đâu chỉ có vậy, sự khác biệt của hai đội đến từ chính tư duy làm bóng đá. Bầu Hiển, một người ít công khai trước đám đông, không chia sẻ quá nhiều mà chỉ thể hiện bằng kết quả trên sân bóng. Trái với Bầu Đức, người thường đưa ra phát ngôn sốc, thậm chí cả khịa chính Bầu Hiển. Điều đó làm gia tăng tính thù địch giữa hai đội bóng, rồi cả về cách làm bóng đá. Hà Nội lẫn Hoàng Anh Gia Lai đều xây dựng đội bóng trên nền tảng bóng đá trẻ. Tuy nhiên, thành công mang lại hoàn toàn trái ngược. Để rồi cuộc chiến của hai đội đầu bảng không còn ý nghĩa về vị trí của họ trên bảng xếp hạng nữa. Chiến thắng trước đối thủ chính là chiến thắng của cả mùa giải. Năm nay, Hà Nội giữ được bản sắc vốn có cùng lực lượng ngày càng già dặn. Còn Hoàng Anh Gia Lai bớt ngây thơ hơn nhờ những tính toán chu đáo của huấn luyện viên Lim Tae-hoon. Chuyến làm khách tại Hàng Đẫy lần này, đội bóng phố núi cũng đón chào sự trở lại của Dami Memovic. Ngoài Xuân Trường chấn thương gần một năm nay, Hoàng Anh Gia Lai có trong tay đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Phía Hà Nội, họ bổ sung Romario ngay trước thềm vòng 3 này. Nhưng lỗ hổng ở hàng thủ, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cần thêm thời gian để bù đắp. Hoàng Anh Gia Lai sẽ nhắm vào điểm yếu này nhờ tốc độ và sức cắn lướt của Văn Toàn và Chebawas. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa Hà Nội với Hoàng Anh Gia Lai, hai đội hòa đến 4 lần. Vì vậy, Hoàng Anh Gia Lai càng có thêm cơ sở để ra về với ít nhất một điểm ở cuộc thư hùng tới. Với việc sân Hàng Đẫy mở cửa bán vé cho khán giả theo dõi, bầu không khí cuồng nhiệt cùng những đường bóng chất lượng sẽ tạo nên trận cầu đỉnh cao, đúng nghĩa của bóng đá Việt Nam. Ngày thứ bảy này, mọi con đường đều sẽ đổ về Hàng Đẫy. Sau Việt Kiều ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo, trung vệ Adriano Smith đã thi đấu xuất sắc trong ngày huấn luyện viên Park Hang-seo đến dự khán. Ông Park đến dự khán trận đấu giữa Hải Phòng với Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho tuyển quốc gia. Một trong những cái tên mà ông nhắm tới, trung vệ Adriano Smith, cầu thủ Việt Kiều. Anh này đã không làm ông Park thất vọng khi thể hiện phong độ xuất sắc trước nhà Á quân V-League. Với lực lượng mạnh hơn, Thành phố Hồ Chí Minh ép sân và cầm bóng áp đảo đội chủ nhà. Khó khăn với Hải Phòng nối dài hơn nữa khi họ thiếu vắng Hoàng Vi Sài. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, Adriano Smith thể hiện tố chất thủ lĩnh hàng phòng ngự khi liên tục hò hét chỉ đạo các đồng đội chạy chỗ. Chính anh thường xuyên góp mặt ở những điểm nóng trên sân để hóa giải nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Trước những cầu thủ tấn công thượng thặng của Thành phố Hồ Chí Minh như Lima, Huy Toàn, Công Hiển hay Phi Sơn, Adriano Smith và các đồng đội có màn trình diễn xuất sắc giữ lại một điểm quý giá ở sân Lạch Tray. Với việc đội tuyển quốc gia đang thiếu trung vệ trầm trọng do chấn thương và thẻ phạt, Adriano Smith tạo dấu ấn tích cực và có tên trong danh sách sơ bộ cho lần tập trung tới. Anh cần duy trì phong độ để tận dụng cơ hội này. Tính tới thời điểm này của mùa giải, Hải Phòng đang bất bại với một trận thắng và hai trận hòa. Có Adriano Smith, người dân đất cảng hy vọng đội bóng sẽ giành thành tích tốt trong năm nay. Thông tin tiếp theo, huấn luyện viên Park Hang-seo để lộ danh sách cầu thủ được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park đã để lộ danh sách những cầu thủ nằm trong tầm ngắm của ông để bổ sung cho đội tuyển Việt Nam với nhiều cái tên đáng chú ý. Ông Park đã dự khán trận đấu giữa Hải Phòng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 3 V-League. Ông chăm chú theo dõi liên tục ghi chép, đặc biệt ông đã để lộ tờ giấy ghi danh sách cầu thủ được ông theo dõi để bổ sung cho tuyển Việt Nam.
trong bản danh sách được ghi bằng tiếng Hàn Quốc của ông Park gồm những cái tên mới: Ngân Văn Đại, Đinh Tiến Thành, Bùi Hoàng Việt Anh Hà Nội FC, Sầm Ngọc Đức, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Dương Thanh Hào, Mạc Hồng Quân, Than Quảng Ninh, Hoàng Đình, SHB Đà Nẵng. Trong năm 2020, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ông Park đó là làm mới tuyển Việt Nam. Điều đó là cần thiết trong bối cảnh lối chơi của những chiến binh sao vàng phần nào bị đối thủ bắt bài. Để hoàn thành nhiệm vụ, vị chiến lược gia người Hàn cần làn gió mới đủ khả năng thay đổi bộ mặt quen thuộc của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, chấn thương của hàng loạt trụ cột buộc ông Park phải tìm kiếm những nhân tố mới đủ khả năng thay thế. Đình Trọng cần thêm 3 tháng dưỡng thương, Duy Mạnh thì được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu hết năm 2020. Trọng Hoàng không thể tham dự cuộc đọ sức với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 do án treo giò. So với đồng nghiệp như Akira Nishino, Tan Shin-ho, huấn luyện viên Park Hang-seo nắm trong tay lợi thế lớn khi bóng đá Việt Nam sớm trở lại. Vị chiến lược gia người Hàn có đủ thời gian tìm kiếm, theo dõi, đưa ra đánh giá phù hợp nhất. Câu Phượng dục dịch cưới vợ, mừng tuổi bầu Đức. Bầu Đức gác lại hết tất cả công việc để chứng kiến ngày Phượng ghi bàn thắng của cuộc đời. Nhưng bên cạnh niềm hân hoan, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai cũng thấy bùi ngùi. Trong ngày Câu Phượng ghi bàn thắng cuộc đời, tổ chức lễ đính hôn với bạn gái Viên Minh, Bầu Đức bỏ tất cả công việc để có mặt. Trong ngày vui của cầu thủ con cưng, lần hiếm hoi người ta mới thấy Bầu Đức thắt cà vạt như ngày cách đây nhiều năm trước, ông đón lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Dream G, Arsenal của mình. Một chi tiết nhỏ đó đủ để thấy Bầu Đức yêu quý Phượng như thế nào. Tất nhiên, việc tiền đạo người xứ Nghệ mời được ông chủ đội bóng phố núi đến tham dự lễ đính hôn không là quan hệ đơn thuần xếp lính hay tương tự như thế nữa. Trong cái ngày trọng đại ấy của Công Phượng, Hàn Bầu Đức rất vui khi nhìn thấy đám nhỏ bắt đầu trưởng thành một cách đúng nghĩa bằng một trong những việc quan trọng nhất của người đàn ông: tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. Bầu Đức vui trong ngày Công Phượng trưởng thành, nhưng bên cạnh đó có lẽ ông chủ đội bóng phố núi cảm thấy bùi ngùi khi nhìn đám nhỏ bắt đầu bay xa khỏi vòng tay mình. Đó là cảm xúc vô cùng bình thường, nhất là với Bầu Đức khi chính tay ông nuôi nấng xây dựng định hướng cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường một tương lai suốt cả 14-15 năm qua khi còn tầm bé. Và trong con mắt các cầu thủ, ông ba hay chú ba là người cha thứ hai của họ. Bởi nếu không phải dưới bàn tay Bầu Đức, chưa chắc có Công Phượng như ngày hôm nay, đủ cả vinh danh nghề nghiệp lẫn tiền bạc danh vọng để đĩnh đạc bước vào tương lai. Nhìn sự thành công trưởng thành của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Bầu Đức hẳn thỏa mãn. Bởi như đã nói, lứa cầu thủ mà ông đào tạo ra giờ đây có đạo đức tốt, thành danh lại đầy đủ điều kiện vật chất. Tuy nhiên có lẽ tận sâu trong lòng Bầu Đức chưa thể thỏa mãn, bởi dù hài lòng vui mừng nhưng thấy con cái Phương trưởng thành danh đi chăng nữa, nhưng như bao người cha người mẹ khác rõ ràng chưa đủ. Bầu Đức đặt kỳ vọng lớn vào Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh như những cầu thủ đầu tiên của Việt Nam có giá triệu đô la Mỹ, thành công khi xuất ngoại, nhưng lúc này đều thất bại. Trong đó Công Phượng thua tới 3 lần dù được kỳ vọng rất nhiều. Và giờ đây đám nhỏ thực sự không còn nhỏ nữa khi 24-25 tuổi, để giấc mơ đau đáu của Bầu Đức vì thế trôi xa dần. Đây mới là điều khiến ông đội chủ bóng phố núi cảm thấy nhói lòng trong ngày vui của Công Phượng. Nhưng cũng chẳng có gì là hoàn mỹ, để Bầu Đức cần phải vui khi thấy Công Phượng hay những đứa con khác trưởng thành trong cuộc sống riêng tư của mình như từng hứa hẹn nhiều năm trước. Thế thôi là đủ và mừng, còn vinh quang hay thắng thua trong bóng đá có vận cả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.